Đây là khâu đóng gói. Đây là những ống hút. Đây là khâu lựa hàng của ống hút. Quay để cho lên thời sự cho ạ. Đây là bộ máy sản xuất. Toàn bộ chỉ có 3 công nhân. Đây là máy quét keo. Đây là máy sấy. Đây là ống hút trà sữa trân châu. Rất to, ống rất to. Đây là văn phòng. À? Đấy là 12 6 ừ. Đúng rồi. Ừ. Cái này là màu gas này. Màu khác à? Màu đang làm đấy không phải? Đây.
cán bộ công nhân của tôi. Đây là máy cắt giấy.